Hello, xin chào các bạn đã trở lại với kênh Ăn Chơi Cùng Nhân Lì Đẹp Trai. Mình mới đi chợ Hàn Quốc về các bạn. Mình rất là thích đi chợ Hàn Quốc. Bữa nay mình mới mua được mấy dĩa thịt bò. Đây là đi vô chợ Hàn Quốc mà mua thịt bò của Mỹ các bạn. Thì đây là bò Kobe, đây là bò Wagyu, đây là thịt heo. Ok, Đây thực thì sự bữa hôm nay mình sẽ nướng thịt bò kiểu Mỹ các bạn ha. Các bạn nhìn miếng thịt bò là nó cái dân nó rất là đẹp các bạn. Thì đây là thịt bò thượng hạng của Mỹ, nó không phải là thịt bò Kobe chính gốc nhưng mà nó cũng khá là đặc biệt. Thì bữa hôm nay mình sẽ ăn thịt bò nướng dĩ kiểu Hàn Quốc đi. Trước tiên mình bỏ bơ lên còn có sức qua trong tủ lạnh đây. đó, thò đều cái mặt bàn đã. Ăn bò nướng dĩ kiểu Hàn Quốc ăn bằng thịt bò Mỹ thì ngon hết sảy con bà bảy luôn. Thì các hổng gà á, trên mạng là cái trào lưu mà ăn mukbang đó các bạn biết không? Đây đây nè, cái miếng thịt bò này nó ghi là Korean Wagyu, nó chứ không phải là Japanese Wagyu các bạn nhé. Có nghĩa là thịt bò Wagyu mà theo kiểu người người Hàn Quốc. Còn cái này là American Kobe, có nghĩa là thịt bò Mỹ nhưng mà nó làm theo giống như là bò Kobe của Nhật vậy, nhưng mà không phải là Nhật Bản Kobe mà cái này là American Kobe các bạn nhé. Đó. Còn cái này là thịt heo, cái này là thịt ba chỉ, bên Việt Nam mình thì gọi thịt ba gọi nè, đó, bỏ vô đây. Thịt ba gọi rồi ha. Này là nấm nấm đuôi gà siêu nhỏ bỏ lên luôn. Ăn đơn giản thôi, để mình đẩy thịt qua bên này cái đã để cho thịt riêng. Ủa trời ơi, mình bỏ mấy miếng thịt ba gọi lên cái nó chảy mỡ các bạn. Để mình để nó vô xung quanh đây coi để cho nó chảy mỡ ra. Để cho nó thấm. Bây giờ mình bỏ nấm vô đã. Trời, nhìn mấy cái nấm này mình nhớ hồi xưa mình coi phim Doraemon lúc mà Nobita nó đòi lên gần hái nấm nó ăn đó các bạn. Ok, chở nó qua đây nè. Ok, chở nó qua một lần là ăn được rồi. Thịt bò thì nó mau chín lắm rồi ha. Ai mà muốn ăn sống thì có thể ăn sống cũng được nữa. Đó. Wow. Dĩ nhiên là mình sẽ chấm với lại cái nước mắm nêm huyền thoại của mình. Bữa hôm nay mình sẽ uống với lại rượu Hàn Quốc các bạn. Bữa hôm nay là đi chợ Hàn Quốc ăn thịt bò Hàn Quốc là phải uống rượu Hàn Quốc. Đó, bốc tem luôn. Mới cáo luôn các bạn ơi, rồi cạn ly nha, đó. Wow. Mình phải khui trước mặt các bạn, không thôi các bạn nói mình uống uống nước lạnh. Đây là rượu Shingo mùi mùi dâu tây các bạn, rượu Shingo mùi dâu tây. À, quá đã. Còn con vợ của mình lại nó uống nước trái cây. Hôm gài thì có rất là nhiều bạn làm mút băng các bạn biết không? Hôm gài thì có rất là nhiều bạn làm về chủ đề ăn uống, nhưng mà khi mà các bạn làm YouTube á thì dĩ nhiên là sẽ có người ghét các bạn và có người thích các bạn. Thì có những người họ bỏ công ra họ làm video đó, nhưng mà có nhiều người họ bấm không like các hoặc là có những cái thành phần ganh tị đó họ bấm không like, hay là có những người gọi là thiếu văn hóa đó họ bấm không like, có nghĩa là họ bấm không thích video này. Mặc dù có nhiều người á họ chưa coi nữa nhưng mà họ theo cái phong trào là họ đi đâu họ có bấm không like không like không like đó. Thì
đã có rất là nhiều người làm YouTube và họ phản ánh về YouTube các bạn, họ nói là cái trường hợp này cần phải sửa đổi. Thì mới đây YouTube họ đã ra một cái sửa đổi nó khá là hay, đó chính là YouTube họ sẽ không hiển thị cái không like lên nữa mà họ chỉ hiển thị cái like thôi. Tại vì các bạn biết không, có rất là nhiều người khi mà họ làm video á mà họ bị người ta chỉ trích quá nhiều, họ phải tắt đi cái comment, họ không cho người ta bình luận nữa các bạn, tắt cái bình luận luôn để cho người ta khỏi bình luận nữa. Đó, như vậy thì những cái người mà họ thích mình á họ không bình luận được. Đó. Hay là những cái người mà họ làm video mà họ bị bấm không like không like không like không like không like nhiều quá thì họ cũng rất là bực bội các bạn, họ rất là bị trầm cảm. Cho nên bữa hôm nay YouTube họ sẽ ra một cái quyết định là họ sẽ không hiển thị những cái lượt không like không like, họ sẽ giấu cái đó đi đó, để cho những cái YouTuber họ không bị trầm cảm nữa. Thì không phải chỉ có bên Việt Nam của mình họ mới bị trầm cảm vì cái lượng không like các bạn nhé, bên Mỹ những cái YouTuber Mỹ á họ cũng bị trầm cảm về cái lượng không like nữa, cho nên người Mỹ họ cũng than phiền về cái này cạn ly đó. Thì người Việt Nam mình làm YouTube á thì họ cũng rất là đau đầu về cái tình trạng mà bấm không like các bạn. Có nhiều người họ vô họ bấm không like vô tội vạ luôn, họ lên YouTube là không like nè, không like không like không like không like, giống như là họ chưa coi họ cũng bấm không like, họ coi rồi họ có bấm không like đó. Cho nên mình thấy YouTube họ họ ra cái quyết định này cũng hay, đó chính là những cái gì mà người ta không like á họ sẽ không hiện lên đó. Như vậy thì sẽ làm cho những cái người mà họ bỏ công ra họ làm video á được thoải mái hơn, các bạn hay hay ha. Chẳng hạn như có một anh Việt Nam làm YouTube bị người ta bấm không like nhiều quá, ảnh xóa hết video luôn bạn, ảnh xóa hết video luôn thì cũng hơi buồn các bạn ha, hơi buồn đó. Công tình mình bỏ ra thời gian tiền bạc sức lực mà có nhiều người họ vô ý thức họ coi video mà họ không bấm like cho người ta các bạn, giống như là bấm like cái chết ông nội đây thầy đó. Rồi nãy giờ đó đó chính là cái chuyện mà rất là vui từ trong tuần này các bạn, có nghĩa là sau này mình làm YouTube mình sẽ không cần quan tâm tới những cái lượt bấm không like nữa. Cái miếng thịt bò này nó rất là mềm các bạn, rồi thịt bò Mỹ ăn theo kiểu Hàn Quốc chấm với mắm nêm Việt Nam, uống rượu Kim Go. Quá đã. Các bạn biết không, ở Mỹ này á thì những cái người mà mình nói những cái người Hàn Quốc mà sống ở Mỹ này đó, thì họ 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 hay bán đồ ăn Hàn Quốc, nhưng mà họ làm á họ làm theo cái kiểu truyền thống luôn, họ không có pha tạp chất cho các bạn, có nghĩa là họ không có bị like. Chẳng hạn như là đồ ăn Hàn Quốc á là họ nấu theo cái truyền thống 100% luôn, họ không like. Nhưng mà khi mà người Việt Nam của mình nấu phở á thì họ phải like một chút xíu để mà người 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 Mỹ ăn được các bạn, tại vì họ sợ người Mỹ ăn ăn đồ Việt Nam không được cho nên họ phải like chút xíu. Nhưng mà làm như vậy á thì người Việt Nam của mình họ lại không thích, tại vì ăn không có ra cái gì cả, tại vì nó đã like rồi. À. Các bạn thấy hay không? Người Hàn Quốc á, họ nấu đồ Hàn Quốc, họ vẫn giữ nguyên cái vị của nó. Thì người Mỹ họ muốn ăn đồ Hàn Quốc, họ phải chấp nhận được cái mùi của nó, họ mới ăn được. Nhưng mà người Việt Nam á, giống như là họ làm cánh gà chiên nước mắm đây, thì họ phải lai một chút xíu để cho người Mỹ họ họ ăn được, tại vì họ không chịu nổi cái mùi nước mắm. Nhưng mà người Việt Nam của mình khi mà ăn á thì họ chơi là dở, tại vì cái này không phải là cánh gà chiên nước mắm mà là cánh gà chiên nước lã các bạn. Như vậy thì người Việt Nam họ lại không thích. À, đó chính là cái sự khác biệt của cái phong cách mà người Việt Nam và người Hàn Quốc. Okay. Mấy con ngắm mình ngọt xíu à, ngon quá.
Nãy giờ nướng mấy miếng nấm mà chưa có ăn nướng mấy miếng khóm mà chưa có ăn nữa. Cái này đó giống như là mình đang đi ăn ở ngoài tiệm, các bạn biết không? Ngoài tiệm thì họ cũng lấy như vậy rồi họ cho mình tự nướng thôi. Đó. Trứng lên rồi. Ăn kiểu panko yaki. Không có gia từ đi. Đây, có súp rồi, quất khơi, quất khơi. Đồ ăn ngon mà không có rượu ngon là không được. Cạn ly các bạn ơi. Thì bây giờ có rất là nhiều người họ làm YouTube các bạn. Và YouTube này nó cũng đem lại thu nhập cho họ cũng khá là ổn định. Đó. Nhưng mà YouTube bây giờ nó không còn kiếm được nhiều tiền giống như hồi xưa nữa, tại vì nó đã mất đi một một cái phần cho Facebook và nó đã mất đi một cái phần cho Amazon rồi. Cho nên á, cho nên họ gặp đi. Cho nên các bạn biết hồi xưa đó làm YouTube á là YouTube nó độc quyền. Này các bạn đây. Bây giờ YouTube nó phải chia ra ba phần các bạn. Nãy anh không ăn thôi, thấy anh làm hấp dẫn. Bây giờ mình tiếp tục bỏ đây, trời, các bạn nhìn cái miếng này là cái dân của nó nè, đẹp không? Sớm mà được anh. Có mật ong nào không? Mình đi ra ngoài ăn á thì họ không có cho mình mắm mắm nêm của Việt Nam của mình các bạn, mà họ họ cho mình nước tương các bạn. Nè chấm thử cái tô tương này của Hàn Quốc đi. Tương đậu nành. Còn đây là cơm Hàn Quốc. Rồi. Cái tương này chấm không ngon. Em thích. Mình vẫn thích mắm nêm bà giáo khỏe của mình hơn. Mắm nêm mà giá khỏe. Mà giá khỏe đâu có làm mắm Ok. nêm. Ăn ơi, ngon quá. Thì các bạn biết không, cách đây cách đây 2 năm về trước đó, khi mà YouTube nó còn gọi là độc quyền đó, nếu như là nó không có đối thủ đó thì người ta nói nó đó, thì nó không nghe, tại vì bây giờ nó là độc quyền mà nó không có đối thủ cạnh tranh mà. Thì từ ngày mà Facebook với lại Amazon ra đời cạnh tranh với nó đó thì nó bắt đầu lắng nghe những cái người làm YouTube giống như mình các bạn. Chẳng hạn giống như là cách đây mấy năm về trước khi mà có những video nó quá nhảm đi thì những đứa bé tụi nó coi YouTube á, tụi nó bị coi những cái video nhảm các bạn. Thì tụi nó sợ người ta sẽ bỏ YouTube của tụi nó các bạn. Cho nên tụi nó phải ra một cái chương trình này gọi là YouTube Kids, có nghĩa là những cái chương trình này chỉ dành cho trẻ em coi thôi, không có cho người lớn coi. Đúng không? Hay là những cái trẻ em sẽ không coi được những chương trình của người lớn các bạn, thì tụi nó phải ra một cái chương trình khác nữa để mà chặn những Cái cái này video nó mới được giảm. bộ anh ơi. Ok. Đó. Cái này nó mới được bộ. Thì rồi sau đó các bạn biết không? Rồi sau đó họ mới thay đổi một cái nữa, đó chính là những cái video mà mình muốn up lên á, mình phải bấm vô cái nút là những cái video này không thích hợp cho trẻ em, hay là những cái video này thích hợp cho trẻ em. Thì đó là cái thay đổi mà đầu tiên mà YouTube họ thay đổi để mà đáp ứng theo cái nhu cầu của mình, tại vì nếu mà tụi nó không thay đổi đó thì tụi nó sẽ bị đào thải các bạn nhé, người ta sẽ không chơi YouTube nữa. Đấy. Cho bạn coi. Có hiểu không? Đó, đây là bánh cá Hàn Quốc. Hôm qua đi chợ Hàn Quốc mua được nhiều đồ quá. Kim chi tươi luôn. Kim chi này, kim chi tươi không phải kim chi đông lạnh đâu nha. Rau Hàn Quốc luôn, ok. Trời ơi, ăn đồ Hàn Quốc kín cốc luôn. Thử đi đâu xa. Ok. Các bạn thấy không, chẳng hạn giống như là đây là bánh cá Hàn Quốc. Thì giống như bây giờ mình là người Việt Nam mà mình thích ăn bánh cá Hàn Quốc, thì người Hàn Quốc họ khi mà họ làm bánh cá ra đó thì họ sẽ làm đúng 100% theo kiểu Hàn Quốc luôn, ok.
Còn những người nào mà ăn không được á thì họ đừng ăn, ăn không được đừng ăn, ok? Tại vì người Hàn Quốc họ không muốn cái công thức của họ bị phai mờ các bạn, ok? Anh gấp bây giờ miếng nước cho em đi. Nhưng mà khi mà người Việt Nam của mình họ làm á thì họ cố tình họ làm pha đi một chút xíu, như vậy thì để cho người ta dễ ăn hơn, ok? Nhưng mà làm như vậy thì người Việt Nam của mình họ sẽ không thích ăn nữa. Trời ơi, cái bánh này đâu phải là bánh cá đâu, làm gì mình lặt nhách vậy? Thì các bạn cũng hiểu câu câu chuyện mình muốn nói rồi, ok? Thì đó là như vậy các bạn ha. Rồi mãi tới gần tới đây thì YouTube nó bị giống như là người ta kiện, là giống như là không cho đăng video liên quan tới giống như là bạo lực các bạn. Thì YouTube hay là liên quan tới những cái vấn đề mà chính trị, cho nên YouTube nó cũng bị đã mắc đi một cái khúc phần ở trong quảng cáo bạn. Nói chung là bây giờ YouTube nó cũng thay đổi khá là nhiều. Thì mới đây người ta cũng kiện lên là những cái người làm YouTube á họ bị tấn công dữ quá, giống như là họ mới đăng video lên các bạn. Có nhiều người Việt Nam á mới mới đăng video lên là đã có người bấm không like rồi các bạn. Người ta nói trời, mới đăng video lên mà ai bấm không like rồi các bạn, thì cũng làm cho người ta khá là bực bội các bạn ha, khá là bực bội luôn đó. Cho nên YouTube họ họ mới đưa ra một quyết định là họ mới đưa ra một quyết định là họ sẽ không hiển thị cái lượt không like lên, họ chỉ hiển thị cái lượt like thôi. Nó làm cho người ta thấy phấn khởi, tại vì chẳng có ai quan tâm tới cái lượt không like cả, người ta chỉ quan tâm tới cái lượt like thôi. Cho nên đó chính là một điều rất là hay các bạn. Cạn ly về cái này nha, cạn ly. Bởi Ăn vì thử từ kim chi này đi ạ. ăn thử kim chi, cái này là kim chi tươi các bạn nha. Cho nên từ hôm nay trở đi YouTube cái kênh của mình các bạn sẽ không thấy lượt không like đâu, toàn là like 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 không à. Cho tụi kia tụi nó bấm không like mỗi tay luôn. Tại vì YouTube nó giấu hết rồi. Quá ngon luôn, trời ơi. Cái miếng thịt bò này đó, nó mềm. Sao Nó như tôi ăn sao? mềm hơn cái miếng thịt bò thường các bạn, mà nó ngọt nữa. Kim chi tôi ăn sao? Ngon. Nữa đi mua nữa chưa? Ngon quá các bạn ơi, nấm nè. Thế rồi. Đây là hâm lại. Ngon quá. Ăn đi không? Ăn ở nhà thì nó thoải mái hơn ăn ở tiệm. Ăn ở tiệm thì mình phải câu nệ chút xíu, không? Quá ngon, vô cái nữa coi. Bởi vì các bạn biết ông làm YouTube á, Cho nó bớt ăn nó cũng thịt khổ lắm hả? tôi nè. Gì làm YouTube nó cũng khổ lắm bạn, không? Chẳng hạn như mình đi, ok, mình làm YouTube không, mình bỏ thời gian ra, mình bỏ công sức ra mình làm, mình vừa được ăn mình vừa được tiền. Thì dĩ nhiên có những cái người họ không được ăn, họ không được tiền các bạn, thì họ ghét mình, họ bấm không like video của mình đó. Tôi bảy tầng. Hả? Bảy tầng. Bảy tầng ngon quá. Không, đâu phải là ngồi ăn được tiền là sướng đâu, các bạn cũng bị người ta ghét hết chứ. Nhưng mà YouTube bây giờ họ đã ra cái đó rồi, thì cho những cái người kia họ bấm không like mỗi tay luôn, bấm không like đi Thiệt không? hả? Nó mới ra đó. Trời, nãy giờ mình nói mà vợ mình không tin các bạn. Cũng không ảnh hưởng gì đến em, tại em không làm gì hết. Các bạn biết không, có nhiều người á họ làm YouTube, ok, họ bình thường lắm, nhưng mà tự nhiên cái một ngày kia cái có mấy cái người nhảy vô nói ôi kênh của mày ít sập quá, kênh kia nhiều sập hơn.
thì cái người này nói, cái người khác nói ôi kênh của mày ít sập quá, kênh thằng kia nhiều sập hơn, ôi thì họ họ phải buộc là họ giấu đi cái lượng subscribe các bạn, có nghĩa là họ giấu đi cái lượng đăng ký. Thì có rất là nhiều người khi mà họ vô coi YouTube á, thì họ giấu đi cái lượng đăng ký, nghĩa là họ không muốn cho người ta biết cái kênh của họ được bao nhiêu lượt đăng ký. Ok, thì đó là vậy. Chẳng hạn như là có nhiều người họ làm YouTube họ mới bỏ lên có 3 phút mà 10 người bấm không like bạn, rất là lẹ luôn. Mà các bạn biết không? Mà có nghĩa là chỉ có 3 phút thôi họ không có coi hết cái video này mà họ đã bấm không like rồi, có nghĩa là họ họ bấm để họ 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 chọc tức mình. Thì có nhiều người họ rất là bực bội, bạn nói trời mới đăng video lên mà đứa nào nó bấm không like lẹ vậy ta. Đó thì đó chính là cái lý do mà tại sao YouTube họ lại quyết định đưa ra cái này. Cái này gọi là để bảo vệ những cái người làm YouTube. Tại vì nếu mà làm gì rồi sau này không ai làm YouTube nữa các bạn, tại vì nó quá áp lực. Nó quá trầm cảm đi mà. Có nhiều người họ họ chịu không nổi các bạn, họ họ nghỉ làm YouTube luôn á. Nó thiệt đó. Không. Ngon Tính được. không? Ừ. Lắm rồi. Bánh cá nóng chưa? Ôi quá ngon các bạn ơi. Đồ ăn ngon. Rượu ngon. Vợ ngon. Ok. Các bạn hãy bấm like and share video này nhé. Vậy mới ngon. À. Nói chung á, nói chung là làm YouTube á, các bạn biết không, có cái mặt tốt và cái mặt xấu. Không, cái mặt tốt á là mình kiếm được tiền, à mình chia sẻ cuộc sống của mình cho người ta coi. À, nhưng mà cái mặt xấu á là người ta sẽ coi coi mình mỗi ngày, và người ta giống như là có nhiều người á, giống các bạn biết không, họ coi video mình, họ theo dõi mình, giống như là họ theo dõi mình để coi mình làm gì, phải không? Không rồi họ soi mói mình. Các bạn biết không, có nhiều khi mình làm YouTube á, thì những cái người mà họ coi họ thích mình thật sự á, họ 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 coi là họ nói ôi bữa nay con ăn ngon quá, con ăn vui quá, ok. Nhưng những cái người mà họ không thích mình á, họ coi hoài luôn, họ coi tới nỗi mà họ soi ra ồ bữa nay trên cái bàn này nó thật sự, những cái người mà họ thích mình á họ chẳng để ý những cái bàn của mình có cái gì các bạn, ok. Nhưng mà những cái người họ không thích mình á, họ sẽ để ý, họ soi trời ơi cái thằng này nó ăn ở góc góc này còn miếng thịt mà nó ăn ở cái thằng này nó ở bên đây còn miếng thịt ở bên đây, họ nhìn rất là kỹ bạn, giống như là họ phải coi 5 6 lần luôn. Cho nên nhiều khi những cái người mà họ không thích mình á, họ lại đem nhiều tiền hơn cho mình, tại vì á họ cứ ngồi họ coi hoài à, họ phải tìm ra được cái điểm sai của mình. Chẳng giống như bữa nay cái video của mình đăng lên đi, thì những cái người mà thích mình đó họ coi qua 1 lần họ nói ôi bữa nay con ăn vui quá ok, thì những cái người đó là họ thích mình thật sự rồi. Nhưng mà còn 10 người kia họ không thích mình thì họ phải ngồi họ coi hoài luôn, họ coi 5 6 lần luôn, họ nói trời cái thằng này nó chiên miếng thịt chưa chín mà nó cũng ăn nữa, thì nó thật sự thì chẳng ai để ý cả bạn, nhưng mà họ sẽ để ý. Ok, chẳng hạn như là cái thằng kia nó sẽ coi là ô cái thằng này nó chiên ở đây không có dầu mỡ gì chứ mà nó cũng ăn được nữa đó, thì họ sẽ nhìn ra các bạn nhé. Chẳng hạn như có người nói là trời cái thằng này nó chiên ở đây khét ngẹt rồi nè, bên đây chưa chết nè, ok, thì họ cũng sẽ nhìn ra, tại vì họ coi tới mấy ngàn lần luôn mà. Ok, họ phải bỏ thời gian ra để họ coi cái video đó, tại vì họ không tìm được điểm nào xấu. À, họ phải gán, họ phải tìm ra được mới họ mới chịu đó. Nhưng mà các bạn yên tâm đi, tại vì sau này YouTube họ sẽ không hiển thị cái lượt không like nữa, và những cái comment mà không được tốt họ sẽ chặn lại. Cho nên từ hôm nay trở đi YouTube nó sẽ toàn những điều hay không, những điều nào xấu á YouTube nó sẽ chặn lại. Ok, rất là hay. Chụp đây. Chặn đi. Oh man, rượu ngon. Trời ơi. Cái rượu này các bạn biết không? Mình bỏ vô tủ đá mình ướp nó, thì khi mà mình thấy ở trong đây nó có một cái lớp đá nó đóng lại rồi á là mình lấy ra liền, tại vì các bạn đừng để nó đông thành đá, mà nếu mà nó đông thành đá các bạn uống sẽ rất là không ngon, tại vì nó quá lạnh đi đó. Bây giờ á mình thấy khi mà nó đông thành đá một chút xíu rồi đó là mình phải lấy nó ra đó. Là cái độ lạnh nó vừa đủ, các bạn nên nhớ là nó lạnh chứ không phải là nó bị đóng băng các bạn nhé. Ok,
là nó lạnh, phải uống đúng lúc nó mới ngon. Giờ này em đi ăn cái tô em ăn hoài. À, thiên đường là đây. Em dám trả không? Không. Ok, ngon quá các bạn ơi. Dạ, dạ. Kim chi ngon quá. À, thì làm YouTube thì cái vui là như vậy thôi các bạn ha. Tối về ăn. Nhưng mà cái hay của YouTube là các bạn quen được rất là nhiều người giống như mình đó. Từ ngày mà mình làm YouTube á, mình quen được người ở bên Pháp nè, bên Đức nè, bên Thụy Sĩ nè, bên Úc nè, nói chung là mình quen rất là nhiều người các bạn. Nhưng mà nói thật sự thì mình không có thời gian để mà mình đi thăm họ các bạn, tại vì mình rất là bận rộn. Ok. À, chắc đợi 40 năm sau khi mà mình về hưu của mình mới có thời gian mình đi thăm họ các bạn ha. Hy vọng tất cả cùng chơi. Tại vì bây giờ có rất là nhiều người họ nhắn tin cho mình, họ nói là bữa nào rảnh thì qua thăm họ. Nó thực sự thì giờ bận thêm mò luôn. Thấy không? Mình phải lo. Mình phải lo làm kiếm tiền để nuôi con chợ mập của mình nữa. Cảm ơn con mời. Cảm ơn các bạn đã mời mình qua. Ok. Bây giờ cạn ly các bạn ơi. Hẹn gặp các bạn trong video clip lần sau nhé. Bye bye. Các bạn hãy nhớ bấm like trong video này nhé. Tại vì các bạn bấm không like thì sau này nó sẽ không hiện ra đâu. Ok, cho nên các bạn đừng có bỏ công để bấm không like nữa. Tại vì sau cái video này YouTube nó sẽ tắt những cái không like. Nó chỉ hiển thị những cái like lên thôi. Rất là hay các bạn ơi. Em ăn chút đi rồi. Tạm biệt các bạn.